Chào các bạn quay lại Epic Hero Ewa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến màn 51 hay là đến màn sống, đến màn 55.
Thời gian vẫn còn thì mình có thể là chơi mấy cái bán chưa, vẫn chưa đủ 3 sao thôi. Thì chết thôi. Hoàn thành rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng mà mình chỉ là nhiệm vụ thôi. Thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tại đây. Nếu em nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ làm clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập phim tiếp theo. Tạm biệt.